Thưa quý vị, năm 2022, với mục tiêu khôi phục tăng trưởng các ngành kinh tế, thành phố Đà Nẵng đang tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động thu hút đầu tư với hình thức phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19 trên cơ sở tận dụng tối đa công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư bằng nhiều giải pháp. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường, với phương châm thích ứng linh hoạt, thành phố Đà Nẵng xác định tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến đầu tư, tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thật sự minh bạch, thông thoáng, có tính cạnh tranh cao. Cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, về xây dựng, về đất đai và môi trường, về đầu tư cũng được các đơn vị chủ động rà soát đơn giản. Đơn cử như việc thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư thì được cắt giảm thấp hơn 15 ngày. Ngoài đẩy mạnh cải cách về thể chế, thành phố cũng nỗ lực trong công tác ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Xem đây là bản lề cho sự phát triển bền vững của khu công nghệ cao, cũng như động lực mang tính cạnh tranh để thu hút chuyên gia, nhà đầu tư vào lĩnh vực này tại địa phương. Hoạt động ươm tạo tại khu công nghệ cao thì bắt đầu triển khai từ năm 2019, nhưng chúng tôi đã gặt hái rất là nhiều thành công. Năm 2020 thì chúng tôi đã ươm tạo thành công 3 cái dự án và đã có 3 cái nhà đầu tư thiên thần để mà đầu tư vào 3 cái dự án này. Và năm 2022, qua quá trình tuyển chọn thì chúng tôi đã tuyển chọn được 5 cái dự án. Các cái dự án này đều rất là có cái tương lai, lựa chọn được nhà đầu tư và có rất là nhiều tư hiện nay đã quan tâm đến 5 cái dự án này. Mặc dù nền kinh tế đang gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi do tác động của COVID-19, thành phố Đà Nẵng vẫn kiên trì với phương châm thu hút có chọn lọc các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, gắn thu hút đầu tư với đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Thành phố cũng quyết tâm thực hiện có hiệu quả đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 7 tỷ đô la Mỹ.